Chạy cùi chán rồi nha. Dữ cả nhà ơi, cái thứ hai này dài, cái con này nặng dữ à. Dạ biết rồi. Ôi ngô, cái đầu nó bự nè, là hàng ở nhà thấy không? Tội bộ tội một con hay hai con vậy ta? Đó đó, cả nhà thấy không? Chào cả nhà ha, thì chiều nay mình sẽ đi theo cha đặt trứng nha nhà. Mình không có đi theo nhưng mà giờ mình quay cái cách làm mồi đặt trứng của cha mình, với lại sáng ngày mình quay cái cách dở trứng nha nhà. Thì bây giờ cha mình đang làm mồi, bây giờ mình ra mình quay cho cả nhà xem ha. Đây cả nhà, trong cái nồi này là ớt nấu với lại ốc, ốc đầm, ớt nấu cho nó chín sơ sơ rồi ốc với ốc đầm, với đây là mớ trụng nữa nha, đây mớ trụng nữa thì thăm nhừ mấy cái này ra thì trộn với đất còn cái nắng cục nữa nha. Hồi cha mình đi đặt, mình nhà có công việc rồi, sáng ngày mình đi theo cha mình dở trứng quay cho cả nhà xem nha. Thì bây giờ cha mình làm mồi nè, chút nữa cha mình dắt cục về cho cả nhà xem nha. Cái đầm ốc với cái con ếch kia nhự cho nghe nha. Đây nè, từng ngày có cua nữa mà nay hết cua rồi, cua nó đi đẩy mùi tanh ghê lắm, giờ hết cua rồi, bữa có đặt có cua nữa, cua sống bầm luôn nha. Bây giờ cha mình đào đất tập trung rồi nha. Trùng này là bao chạy luôn, mồi nó tanh, chỗ nào có lương là chạy chứ. Lúc bánh đang chuyển mưa, gió quá trời gió luôn nha. Giờ mình không có đi theo quay, cha mình đặt rồi sáng ngày mình đi dở với cha ha. Bỏ đất vô đây trộn cho nó rút cái này nó khô lại cho mình dắt cục nha nha. Nhiều anh em làm nhiều bài mồi khác nhau ha, mồi có người trộn cắm to cắm tanh gì tùm lum hết trơn, còn mình dân miền Tây mình dưới đây hay làm mồi cá hoặc là ếch nhái gì đó nấu. Nấu xong rồi cái mình ướp, mình trộn cua với ốc vô. Thấy vậy là dắt cho nó gáo gáo miếng nữa, dắt cục lên nha. Cục là vừa bỏ vô ống trứng này, cha mình giờ dắt cục ha, rồi mình đi vô nhà nha. Chiều nay cha đặt có 10 ống trứng này, bây giờ mình vô quay ống trứng cho cả nhà xem nha. Đây là 10 ống trứng của cha mình nha. Thì ống trứng này nè là nó bằng cây, giáp vòng nó bằng cây hết, mà mình mua về mua này 35.000 một ống, mình mua về mình bao nó có cây giống như cái xà di á, nhưng mà mình bao cái vải nè, bao cái bạc, bao cái bao này lại cho nó kín, nó hơi nó đẩy. Đây ngay đây nó có một cái hôm đầu nè, hôm đầu này hơi bó, mình đặt mình nông ra nè, đặt nông hai hôm nhớ ra cho nó rộng ra, lương bự nó vô nó không đầy. Ở trên nó cả nhà thấy cái hôm nữa không, trên đây nè, ngay khoảng đây nè có một cái hôm nữa, đây từ đây đến đây đây có cái hôm nữa nè. Thì đây cái hôm này là cái hôm chứa, khi con lương nó vô nó ăn mồi thì nó mồi mình bỏ trên đây nè. Đây nha, mồi mình bỏ vô trong cái đây cho nó chạy xuống tới cái hôm ngay giữa này ha. Thì
cô lươn dưới này nó chui lên nó ăn mồi xong rồi nó nằm trên hâm chứa nó không vô được, không ra được. Bây giờ cha mình bỏ mồi vô nha, cha mình đổ túm nè. Giờ ra cha mình đặt 10 ống, 10 ống cha mình bỏ vô được. Đây, khi mình đặt á, mình lật đứng cái ống trúm lên, mình xóc cho cái mồi nó tụt về ngay cái hầm giữa này nha. Thằng hơi nó nước nó đẩy hơi nó tống đi theo ấy. Thì đặt tới nó tới ngay cái hầm giữa là nó chạy mạnh lắm. Chỗ nào có lươn trúm này mà chỗ nào có lươn là nó chạy hết luôn. Trúm này chạy mạnh hơn trúm nhựa nha. Tạm ngưng tại đây nha, sáng ngày mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Sáng ngày mình đi với cha mình. Bây giờ cha mình bỏ bao, cha mình chuẩn bị đi đặt này. Chào cả nhà ha. Bây giờ sáng ngày mình đi về trấm với cha mình nha. Chuyện qua tại mưa lại lúc, đường lại lúc hết nha. Giờ mình đi dở nha. Cha mình đặt với nha. Mình đặt trong ao này, tính đây. Ao rộng mênh mông. Cái ao này người ta nuôi cá bột đó nha cả nhà. Trên này không chạy. Tuyệt vời. Cái đầu tiên không chạy nha cả nhà. Cái đầu tiên không chạy. Tiếp theo ha. Đã cái tiếp theo. Đẹp bụi tráng rồi nha. Chà, nặng dữ à. Nặng dữ cả nhà ơi. Cái thứ hai là chạy cái con nằm dữ rồi. Dạ. Ôi ôi cái đầu nó bự nè. À cả nhà thấy không? Trời ơi trời. Một con hay con gì ta? Đó, cả nhà thấy không? Vàng tươi luôn. Thôi, giờ mình đem về luôn, lát về nhà mình đổ ra cho cả nhà xem nha. Con này cũng khoảng hơn 2 gram, khoảng 10 gần 3 gram á. Rồi, giờ mình đi dở tiếp nha cả nhà. Đi với cha mình dở tiếp nha. Tiếp tục cho mình dở nha nha. Ở ngoài còn thì nó cũng cạn hết trơn, bơm xạ lúa hết trơn. Giờ mình đặt dưới trong mấy cái ao nuôi cá bột, cá tra bột. Đặt cho chen chen như mấy cái ao này thường thường chạy như thế. Đặt nhỏ xíu á. Đào con rồi cả nhà. Nè, lắc cái cụp cụp nữa nha. Đó, cũng nhỏ chứ không bự, nó lú bánh lái nha. À, đi vòng bên kia luôn, nhà bên trước đi. Trời sáng lên rồi có trời lên này. Vòng ở đây luôn nha. Cha nó mới đặt trong trên đó. Lên lên lên. Này con, hai con nhỏ nữa nha. Xử lý rồi đó. Bữa nay mưa, chuyện qua mưa nay vô rồi. Ồ, nặng rồi nha. Ồ, luôn lấy hai ba cái luôn. Hình như ba con luôn vậy. Hai con lươn nhỏ nha. Chà, mình đi vòng bên kia. Đề này nước rút hết rồi. Này ta nuôi cá bột rồi, lúc gầy, không gầy. Lỗ người ta xả hầm mấy hầm.
gì chưa? Cô rang nước luôn. Sao bột sáo ngoài cái nước ngoài. Chết quá rồi. Rồi, cái này chết đấy nha. Không chạy, để cho anh xúc mồi luôn. Để kết thêm nè. Chết luôn. Rồi, không chạy đâu nha. Để cho mình tiếp tục đặt qua cái ao bên đây nha nha. Ao này bữa đặt mấy lần rồi, đặt chạy cũng lương bộn bộn. Kia có bờ điện điện quá trời bông luôn, rất chiều nhìn mới đẹp. Chiều hôm qua mưa mình không có đi. Rồi, không chạy luôn cả nhà. Không chạy luôn. Để chào mình xuống dở cái tiếp theo nha. Trong đìa này đặt 4 ống. Chạy không biết bự không? Đây. À, chép bọc 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 đây. 200 gram có. Đó, cuốn của mình. Đấy, đó, cái đồ bánh lái nó đưa bánh lái xuống đây nha. À, giờ còn 2 ống nữa trong này mình đi thêm chạm nữa luôn. Để chấm đây đi. Mình vừa đi vô bánh. Mình cầm cái chân quay nên nó hơi lắc chứ không phải cầm cái gimbal. Nhà có gimbal mà giờ đi đồng trình đất cầu thấy không đem được. À, giờ cầm chân quay hơi lắc cả nhà thông cảm. Vừa mới lai mà trái lép trơn nha. Lép trơn. Nó không đủ nước thì như lép trơn. À, giờ cho mình xuống dưới vỡ cống này nha. Ây da. Chụp thầm. Rồi, ống này không chạy rồi nha. Ống này không chạy rồi. Nè, nguyên bò điên điển này bữa hổm dụng qua mình hái về một xào nấu canh chua một nồi luôn, canh chua lươn luôn, bữa nào canh chua lươn dữ dằn luôn nè. Với mấy sáng mà nó bóp 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 vậy tới chiều nó nở ha, nó nở đỏ dề luôn, nguyên một cái cánh này luôn nè. Giờ mình đi vòng bên kia tờ ai hai quẻ nhánh luôn cao quá. Rồi giờ cha mình dỡ cái ống bên kia nữa này. Về nha, về khoe thành quả nha. Đấy, nguyên một cây nè. Cái này mà nấu canh chua điện điển cá linh gì là ngon luôn. Năm nay ngờ có nước à. Đó, nguyên một gân luôn. Ấy da. Chạy con nữa cả nhà. Con hay con gì đây? Gù 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 cho chút xíu. Đây nè cả nhà. Kìa, nó trắng trắng như thế không? Nó bò bò trống. Lắc cụp 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 tôi. Đó, rồi giờ mình về cả nhà ơi. Nè, trong đây cái ao nè. Ao này ta nuôi cá tra bột. Người ta nghỉ nuôi có khoái cái bờ điện điển này nè.
Wow, trời, bông trái chai bóng gì tùm lum hết nè. À, giờ mình đi về nha, về tới nhà mình khoe thành quả cho ở nhà xem nha. Bữa nay được cũng bọn mà cha mình chắc được ký lương nhất, hơn ký lương nhất á, chục con chấm à. Tắt máy quay nha, giờ cha mình đổ ra nha nha, dạy được 2, 4, 6 ống. Giờ mình đổ con đầu tiên nha, do cái máy nó đang bơm nước xả lúa, ngày bữa nay xả cái nhà nó hơi ồn. Đây được con đầu tiên, con này khoảng 2g đó, con này 2g ngon rồi đó. Đẹp quá rồi, đẹp bự hơn cái là 2g chắc hơn rồi. Con mang tép vô tép, trong hầm người quen mới cho đặt nha nhà, chứ vô hầm người lạ dễ người ta cho đặt mấy cái ao tôm của nó, ao cá bột của người ta. Giờ mình tiếp cái này nặng nặng này, con này chắc bự á. Không, con này hai con ô cá đê luôn. Ao cá bột của ta vô cá đê luôn. Tép dữ dằn luôn nha, nhóc tép luôn, cá đê đi. Có con lưng bự, con lưng bự nè. Ông này con lưng bự nữa nha. Trời ơi, trời ơi, con này nửa ký. À dữ rồi. Con này nửa ký nha ơi. Ôi. Lắc dữ vậy, từ từ. Nói gần cái đầu luôn nè. Ghê hồn không? Đó. Trong cuốn lắm trời dữ không? À con này gần nửa ký rồi mà. Còn đây ống nữa nha. Còn này nhỏ xíu à. Rồi. Rồi, chuẩn bị hết chạy rồi. Giờ chục ống chấm của cha mình điểm hôm được như đây nè. Con này quá, con này gần đầu luôn. Con này nửa ký hơn. Câu tay mình nhỏ, cả nửa câu tay mình đó nha. Quá trời đá con lươn nè. Nhà thấy chưa? Cái đầu bông luôn nè. Quá đã. Rồi, các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, nhớ like, chia sẻ. Đăng ký nhớ bật chuông lên nha, bật chuông để có thông báo sớm nhất nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà luôn nha.